Bây giờ các em cùng tìm hiểu ví dụ minh họa số 1. Trong không gian với hệ tọa độ OXZ cho tam giác ABC, người ta cho ba cái đỉnh, đỉnh A là 111, đỉnh B là -110 và đỉnh C là 132. Đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC thì nhận vector A nào dưới đây là một vector chỉ phương. Bốn đáp án đây rồi. Thì các em lưu ý này. Đường trung tuyến, bây giờ ta có cái tam giác ABC như này này. Ví dụ đây là A, B, C. Ba đỉnh ABC ta đều biết rồi. Đó. Đường trung tuyến là đường hạ từ đỉnh xuống trung điểm của cạnh đối diện. Ví dụ như gọi điểm M là trung điểm của BC. Khi đó đường trung tuyến sẽ nhận vector nào là vector chỉ phương? Vector chỉ phương thì ta sẽ chọn vector chỉ phương của đường trung tuyến đấy. A này sẽ chính bằng vector A. A M. Đó. Đường trung tuyến là đi qua đỉnh A và đi qua đỉnh M. Như vậy đỉnh A ta biết rồi. Vậy các em cần tìm đỉnh M. Mà M là trung điểm của BC. Do vậy ta có này. Điểm M. Điểm M là trung điểm của BC thì M có tọa độ là đỉnh B đây, đỉnh C đây đúng không nào? XB cộng XC hai cộng nhau chia đôi. -1 cộng 1 bằng 0. Cộng chia 2 cũng bằng 0 thôi. 1 cộng 3 bằng 4. 4 chia 2 sẽ bằng 2. Đó. 0 cộng 2 bằng 2. 2 chia 2 bằng 1. Như vậy đỉnh M có tọa độ là 0, 2, 1. Do đó em hoàn toàn tính được vector AM. Vậy vector chỉ phương chính bằng vector AM bằng lấy M từng hoành độ, trung độ và cao độ của M trừ đi A đúng không nào? 0 trừ đi A là 111 nhá. Em nhìn A là 111 đây này. Đấy, 0 trừ 1 bằng -1. 2 trừ 1 bằng 1 và 1 trừ 1 bằng 0. Như vậy vector A sẽ có tọa độ là -1, 1, 0. Bài này vô cùng đơn giản. Đấy, mức độ nhận biết thôi nhá. Như vậy ở ví dụ 1 chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án D. Rồi.